Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối tại SNews. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Ngày hôm nay 30 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Phan Hiển chính thức lên tiếng sau màn livestream lạ của Khánh Thi vào lúc nửa đêm. Lộ diện danh tính người đàn ông tự nhận mình là ban chỉ đạo quận 7 để gây rối tại siêu thị. Hiếu PC tiếp tục cảnh báo lừa đảo khi chơi game online và những tin tức nổi bật khác có trong 24 giờ qua. Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng đã được fan xôn xao khi nữ hoàng đen sport Khánh Thi livestream trong một không gian tối om và thay vì nhiều năng lượng, vui vẻ như mọi khi, Khánh Thi liên tục nức nở, ho, đồng thời nói những câu khó hiểu như là mọi người đi ra đi, đừng tin gì hết nha, ở đây sống không nổi đâu, với giọng nói hốt hoảng. Và sau nhiều ngày khiến người hâm mộ lo lắng, cho đến tận trưa ngày hôm nay 30 tháng 8, Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức lộ diện. Trong livestream, người đẹp 39 tuổi khoe được ông xã cắt tóc, cô còn trêu Phan Hiển, tào lao, đồ tào lao và nhận lại câu nói ngọt ngào từ ông xã, I love you. Khi được netizen comment hỏi han về trạng thái lạ của Khánh Thi vào 3 ngày trước, Phan Hiển cho biết, cảm ơn mọi người lo lắng cho Khánh Thi hôm trước, lâu lâu vợ em hay khùng chút, mọi người thông cảm nhé. Ngoài ra thì cặp vợ chồng đình đám giới đen sport cũng không ngần ngại khóa môi trên sóng trực tiếp, người hâm mộ khi thấy vậy cũng bớt phần nào lo lắng hơn. Liên quan đến vụ việc một người đàn ông lớn tiếng quát tháo tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 tại một siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, mới đây danh tính của người này đã được xác định, đó là ông HHN, phó tổng giám đốc của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, ngụ tại khu dân cư phố Mỹ Hưng, quận 7. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 8 khi ông N đến siêu thị Aeon City Mart Garden Plaza trên đường Tôn Giật Tiên, phường Tân Phong, quận 7, mua hàng nhưng bị nhân viên từ chối và giải thích rằng cửa hàng chỉ bán giao hàng, không bán trực tiếp. Thấy vậy, ông N lấy thẻ đeo có ghi chữ thẻ công vụ từ người phụ nữ rồi giơ thẻ lên, sau đó xông vào bên trong siêu thị, liên tục quát tháo, lớn tiếng, tôi là ban chỉ đạo nha, dẫn mặt với tôi hả, tôi cho công an xuống. Khi được yêu cầu không được vào bên trong siêu thị, ông N vẫn cố chấp bước vào, miệng nói, tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi. Đang nói là trong lúc cự cãi, ông N có lúc cởi khẩu trang xuống, thách thức đội nhân viên, bảo vệ chụp hình của mình, tôi là ban chỉ đạo quận 7 nghe chưa. Hành động của ông N ngay sau đó đã được công an quận 7 mời lên làm việc, tiến hành lấy lời khai và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo đại diện công an quận 7, người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 gây rối ở siêu thị, không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận. Tin tức thứ 3 có trong ngày hôm nay sẽ là thông tin vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường sắp đến. Đó chính là một vài gợi ý một số dòng máy tính phục vụ cho việc học online tại nhà. Gợi ý đầu tiên đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab 7 FE, vô cùng nhỏ gọn, kích thước màn hình 12,4 inch, máy có dung lượng pin cực khủng 10.090 mAh, thoải mái sử dụng để học tập và giải trí. Cụm camera vừa đủ cho những buổi họp mặt tại video call qua Google Meet hay là Zoom. Samsung Galaxy Tab FE sở hữu mức giá 13 triệu đồng và được tặng kèm bao da kiềm bàn phím. Ngoài ra, nếu các bạn muốn một sự nâng cấp về màn hình và hiệu năng thì Samsung Galaxy Tab 7 S7 Plus là một sự lựa chọn hoàn hảo. Được trang bị chip Snapdragon 865+, mang đến khả năng xử lý cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng. Màn hình AMOLED 12,4 inch, độ phân giải lên đến 2K+, cho chất lượng hiển thị sắc nét. Sản phẩm được tặng kèm bao da kèm bàn phím có trị giá chỉ hơn 20 triệu đồng. Được biết, cả hai sản phẩm trên đang có sẵn tại hệ thống của Savonet. Khi đặt hàng và thanh toán online, các bạn sẽ nhận được sản phẩm trong vòng 72 giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa mà hãy nhanh tay đặt ngay một chiếc máy tính bảng để phục vụ tốt hơn cho việc học sắp tới bằng cách truy cập vào đường link bọn mình sẽ để phía dưới cho các bạn nhé. Sau khi chỉ ra các chiêu trò lừa đảo game thủ Play Together có thể gặp phải, Hiếu PC cùng các đồng nghiệp của mình đã tiếp tục nghiên cứu các trường hợp tương tự ở một số tựa game khác như là Liên minh huyền thoại, Liên quân Mobile, Free Fire. Đáng chú ý, đây đều là những tựa game có cộng đồng người chơi cực lớn tại Việt Nam. Cụ thể, Hiếu PC và các cộng sự đã tìm ra hơn 200 trang web lừa đảo cũng như những thủ đoạn mà kẻ xấu dùng để tấn công game thủ. Khi bạn đăng nhập vào các trang web giả mạo, bạn có khả năng bị mất thông tin tài khoản, dẫn đến việc bị bán ngọc hay các vật phẩm khác trong game. Lợi dụng lòng tham, tâm lý sợ hãi mà những trang này làm nạn nhân mất luôn cả tài khoản Facebook, Garena, ngân hàng và lừa đảo cả thẻ cào điện thoại. Ngoài ra thì phải kể thêm rằng, vì công nghệ này càng ngày càng phát triển, kẻ xấu cũng dễ dàng lợi dụng để mà tạo ra những trang web lừa đảo trong nháy mắt thông qua những mã nguồn mở, dịch vụ cung cấp mã nguồn lừa đảo,
thuê dịch vụ hosting giá rẻ, mua tên miền giá rẻ bằng thông tin danh tính giả hoặc kẻ xấu có thể thông qua những nền tảng tạo web lừa đảo tập trung. Chính vì vậy, Hiếu PC hy vọng mọi người nên cảnh giác và chỉ nên sử dụng những trang web hay là ứng dụng chính thức của game để mà nạp tiền, không được đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản và thẻ cào điện thoại. Khi vô tình vào một trang web lạ thì nên báo ngay lập tức. Tiếp theo, hãy cùng với chúng mình cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc bạn ngủ ngon nhé!